dụng tuyệt vời của nước hoa hồng R&B. Đầu tiên, nó giúp làm sạch sâu hết những gì còn sót lại trên da. Thứ hai, nó giúp cân bằng pH cho da, vì khi sử dụng sữa rửa mặt, thành phần làm sạch có tính kiềm ít nhiều sẽ khiến pH tự nhiên bị mất cân bằng. Thứ ba, nó cung cấp độ ẩm tự nhiên cho da một cách tuyệt đối nhờ rất nhiều những tinh chất cấp ẩm, đó là aqua, HA, glycerin và water. Thứ tư, nó là cái sản phẩm giúp dưỡng da trắng sáng khỏe mạnh từ gốc da với tinh chất đất thai, tinh chất hoa hồng, tinh chất mật ong, đồ hội, trà xanh và hơn 40 tinh chất vi diệu khác từ mẹ thiên nhiên. Thứ năm, nó làm dẫn xuất, làm bước đệm để các quá trình dưỡng phía sau phát huy công dụng tối đa. Các nhà khoa học đã chứng minh rằng trong quá trình dưỡng mà thiếu hoa hồng thì hiệu quả của những sản phẩm dưỡng sẽ giảm đi 30% chị em nhé. Và đặc biệt nữa, hoa hồng của R&B là sự kết hợp của hơn 40 dưỡng chất vô cùng tinh túy, lành tính từ mẹ thiên nhiên, không hề chứa cồn như những dòng sản phẩm khác. Nó tạo lên một cái sản phẩm sóng sánh đặng thành giọt chứ không là mệt như mấy loại thông thường đâu ạ. Chị em hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng và cực kỳ tiết kiệm, bởi vì là một nọ như thế này chị em ta có thể sử dụng 7 đến 8 tháng mới hết nhé. Chúc chị em mình luôn rạng người và trẻ xinh.